Ngày 29 tháng 1, công an thành phố Hà Nội cảnh báo trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo trang Học viện Cảnh sát nhân dân, cổng thông tin để lừa đảo bằng chiêu hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Theo cơ quan chức năng, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo, mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng xấu dùng hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin. Ở phía đối diện, thay vì đến cơ quan công an trình báo, các nạn nhân đã từng bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng trên hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Lúc này, chúng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không có rút tiền về. À, công an thành phố hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo